Trong 3 tháng, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 5.635 trường hợp xe 3 bốn bánh tự chế, xe mô tô vi phạm chở hàng công cành, kéo theo xe khác, vật khác. Trong đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã xử lý 2.554 trường hợp, trong đó có 2.195 xe mô tô vi phạm chở hàng hóa công cành, kéo theo xe khác, vật khác, tạm giữ 409 phương tiện, Công an cấp huyện xử lý 3.081 trường hợp, trong đó 1.653 trường hợp xe ba bốn bánh tự sản xuất lắp ráp, 1.428 trường hợp xe mô tô vi phạm chở hàng công cành, kéo theo xe khác vật khác, tạm giữ 1.741 phương tiện. Thực tế cho thấy mặc dù các cơ quan chức năng đã quyết liệt ra quân xử lý, nghiêm thế nhưng tình trạng xe ba bốn bánh xe tự chế chở hàng hóa cổng cành vẫn còn xuất hiện và để chấm dứt tình trạng này phòng cảnh sát giao thông cho biết sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền vận động đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với những loại phương tiện nêu trên